Kính chào quý thầy cô giáo cùng các học sinh thân mến. Hôm nay chúng ta lại gặp nhau ở cái môn thủ công lớp 1 này. Và cái nội dung của cái bài ngày hôm nay, thầy sẽ hướng dẫn cho các em một cái nội dung rất là mới. Đó chính là cắt và dán một cái hình hàng rào đơn giản. Với cái hình hàng rào đơn giản này, sau khi các em đã được học xong thì chúng ta có thể hoàn toàn kết hợp với những cái nội dung của bài trước và chúng ta có thể sáng tạo thành một cái ngôi nhà được rồi. Tương tự như những nội dung của cái bài trước đây, bài cắt và dán hình hàng rào đơn giản này cũng được chia làm thành 2 tuần. Tuần đầu tiên là tuần này, thầy sẽ hướng dẫn cho các em các bước về lý thuyết để chúng ta nắm được cái cách cắt và dán hình hàng rào. Sang tuần tiếp theo, thầy sẽ nhắc lại thêm một lần nữa các bước lý thuyết này và sau đó thầy sẽ làm mẫu cho các em thấy. Sau đây chúng ta đi vào phần nội dung chi tiết. Ở cái nội dung của bài này, thì các em cần phải chuẩn bị những cái dụng cụ như sau. Thứ nhất, đó là giấy thủ công màu. Giấy thủ công màu. Với cái giấy thủ công màu thì các em hãy chọn cho mình cái màu nào các em yêu thích nhất. Thứ hai là bút chì. Bút chì nó giúp cho các em kẻ và vẽ những cái hình mà các em muốn. Thứ ba là bút chì màu. Tương tự như bút chì, nó sẽ giúp cho các em vẽ trang trí thêm những cái họa tiết, những cái hình mà các em muốn. Tiếp theo nữa là cây thước kẻ. Cây thước kẻ nó sẽ giúp cho các em kẻ những đường thẳng một cách chính xác. Cuối cùng là keo dán hay còn gọi là hồ dán. Nó sẽ giúp cho các em dán các cái hình đó lên trên vở của mình hoặc dán các cái hình đó lại với nhau để thành một cái sản phẩm hoàn chỉnh. Sau đây chúng ta đi vào cái phần thực hành. Thì đầu tiên là lý thuyết, thầy sẽ hướng dẫn cho các em cách làm thế nào để chúng ta có thể cắt và dán thành một cái hàng rào đơn giản. Ở bước thứ nhất, các em cắt cái nang ngang và nang đứng. Nang ngang và nang đứng thực chất nó là các hình chữ nhật. Tuy nhiên là hình chữ nhật này rất là dài và cái chiều rộng của nó chỉ có một ô thôi. Như vậy, cái hình chữ nhật dài này người ta gọi là nang. Ví dụ như là cắt hai nang dài 11 ô và rộng một ô để làm nang ngang. Như vậy, đây thực chất là hình chữ nhật có độ dài 11 ô và chiều rộng là một ô. Bước 1, chúng ta cắt hai nang dài, cắt hai nang dài 11 ô và rộng một ô để làm nang ngang. Các em xem phần chi tiết. Chúng ta lật mặt sau của tờ giấy thủ công thì cái mặt sau đã có kẻ ô caro sẵn rồi. Các em hãy cắt theo cái ô caro đó mà không cần phải dùng bút chì hoặc là thước kẻ nữa. Đấy. 1. Cắt nan ngang và nan đứng. Bước 1, cắt hai nan dài 11 ô và rộng 1 ô để làm nan ngang. Sang bước thứ hai, các em cắt một cái hình vuông có cạnh là 5 ô. Hình vuông có cạnh là 5 ô có nghĩa là chiều dài 5 ô thì chiều rộng nó cũng 5 ô. Sau đó các em cắt thành 5 nan. Mỗi nan là dài 5 ô và rộng là 1 ô. Để chúng ta làm nang đứng. Sau đây chúc các em xem phần chi tiết. Đấy, các em cắt có một hình vuông. Trước hết là chúng ta phải cắt cho được một hình vuông có độ rộng là 5 ô, dài 5 ô, tức là mỗi cạnh như vậy là 5 ô. Sau đó chúng ta cắt mỗi nang như vậy là có độ dài là 5 ô và rộng là 1 ô. Thì chúng ta được 5 nang như thế này. Để chúng ta làm nang đứng. Để chúng ta làm nang đứng. Như vậy là chúng ta đã có được 2 nang ngang và 5 nang đứng. Bước 2. Cắt một hình vuông cạnh 5 ô, sau đó cắt thành 5 nan. Mỗi nan dài 5 ô và rộng 1 ô để làm nan đứng. Tiếp theo,
Sang bước thứ hai là các em dán các cái nang này lại với nhau, hay còn gọi là dán cái hàng rào này lại. Như vậy để mà dán hàng rào thì các em sắp xếp các cái nang giấy trước khi dán, tức là chúng ta sắp sẵn đi, rồi sau đó chúng ta sẽ bôi hồ và dán sau. Chúng ta xem phần chi tiết cái cách sắp các nang này như thế nào. Đầu tiên chúng ta sắp hai cái nang ngang trước, sau đó chúng ta sắp năm cái nang dài này vào. Sắp hai cái nang ngang trước và sau đó các em sắp năm cái nang đứng này vào. Tiếp theo chúng ta bôi hồ và chúng ta dán các nang lại lại với nhau. 2. Dán hàng rào. Các em sắp xếp các nang giấy trước khi dán. Mời các em xem cái phần hướng dẫn toàn bộ. 1. Cắt nan ngang và nan đứng. Bước 1. Cắt hai nan dài 11 ô và rộng 1 ô để làm nan ngang. Bước 2. Cắt một hình vuông cạnh 5 ô, sau đó cắt thành 5 nan. Mỗi nan dài 5 ô và rộng 1 ô để làm nan đứng. Hai, dán hàng rào. Các em sắp xếp các nan giấy trước khi dán. Và như vậy thầy vừa hướng dẫn cho các em các bước lý thuyết để có thể nắm được làm thế nào cắt và dán một cái hình hàng rào đơn giản. Với những bước lý thuyết này thì thầy hy vọng về nhà thông qua phần mềm hỗ trợ dạy học ICBooks các em ôn lại. Để rồi tuần tới khi chúng ta quay lại lớp này thì thầy chỉ cần nhắc lại thêm một lần nữa thì chúng ta sẽ nắm được. Và sau đó thì thầy sẽ làm mẫu cho các em thấy và chúng ta sẽ thực hành theo. Chúc các em có một buổi học vui vẻ.